Theo thông tin được đăng tải trên Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phát đi thông tin cảnh báo thông tin xuyên tạc về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung lớp 3, lớp 4. Theo đó, ngày 1 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa tiếng Trung lớp 3, lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, sau khi quyết định trên được ban hành, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định. Điều này ảnh hưởng tiêu cực tới chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa, nỗ lực dạy và học môn ngoại ngữ trong các trường phổ thông và gây tâm lý hoang mang trong xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý những hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật.